số màu xanh 12 đang sải bước trên sàn Kickbox của chúng ta, đó chính là Trần Khánh Vân. Khánh Vân sinh năm 2013. Ước mơ của Khánh Vân trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Đặc biệt, thí sinh Khánh Vân rất thích hát, thích ăn chè xoài và bánh ngọt.